bất ngờ cách người xưa vận chuyển đá khổng lồ xa 200 km đến bãi đá cổ Stonehenge. Làm thế nào người xưa mang những tảng đá khổng lồ dùng để xây dựng Stonehenge từ khoảng cách hơn 200 km? Đó là những bí ẩn lớn của Stonehenge mà các nhà khoa học ngày nay luôn cố gắng tìm hiểu. Một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học cho thấy rằng người cổ đại có thể đã dựa vào một nguyên liệu nhà bếp khá phổ biến và đáng ngạc nhiên: mỡ lợn, để di chuyển những khối đá nặng đến vài chục tấn. Theo tờ Yahoo News mới đây đưa tin, các nhà khoa học tại Đại học Newcastle cho rằng mỡ lợn đã được sử dụng để bôi trơn những chiếc xe chở gỗ khổng lồ để kéo những viên đá của Stonehenge vào vị trí. Trước đây, các nhà khảo cổ học vốn tin rằng dư lượng chất béo trên các mảnh gốm được tìm thấy tại địa điểm Durrington Ua, gần Stonehenge, được cho là có liên quan đến nguồn thực phẩm nuôi sống những nhân công xây dựng tượng đài. Tuy nhiên, theo nghiên cứu mới nhất của mình, tiến sĩ Lisa Marie Silito, giảng viên cao cấp về khảo cổ học Đại học Newcastle, nước Anh, cho biết: tôi quan tâm đến việc có rất nhiều chất béo dính trên các mảnh gốm và được bảo quản trong điều kiện tốt. Tôi muốn biết thêm về lý do tại sao lượng mỡ lợn lại nhiều như vậy. Các mảnh xương khai quật được tại đây cho thấy nhiều con lợn bị xiên và nướng thay vì chặt ra như cách thường làm nếu nấu trong nồi. Sau khi phân tích lại các bình gốm mà các nhà nghiên cứu trước đó tin rằng đã được sử dụng để nấu thức ăn, tiến sĩ Lisa Marie Silito đã kết luận rằng nhiều nồi trong số đó có thể đã được sử dụng để thu thập chất béo chảy ra từ lợn khi chúng được mổ, sau đó mỡ sẽ được lưu trữ dưới dạng mỡ hoặc mỡ động vật và được sử dụng để bôi trơn những chiếc xe kéo mà hầu hết các nhà khảo cổ tin rằng được sử dụng để di chuyển những khối đá. Đến nay, giới khoa học chủ yếu cho rằng vết mỡ động vật trong các mảnh gốm liên quan đến việc nấu nướng và ăn uống. Điều đó khiến nhiều nhận định ban đầu bị lái theo hướng trên. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề chưa sáng tỏ và những dấu vết này có thể gợi ra bằng chứng cho giả thuyết dùng mỡ bôi trơn xe trượt, tiến sĩ Silito cho biết. Lý thuyết vận chuyển bằng xe chưa có chất nhờn cũng đã được củng cố từ những nghiên cứu việc xây dựng các công trình từ các nền văn minh khác phát triển độc lập. Các mô tả từ vùng Lưỡng Hà và Ai Cập cổ đại cũng cho thấy các công nhân rất có thể đã sử dụng chất bôi trơn lỏng như mỡ động vật để di chuyển các khối đá lớn.